Xin kính chào các bạn yêu cờ trong ngày hôm nay thì kênh học của Thơ online sẽ gửi tới các bạn một cái phần bình luận về ván đấu của yêu mà tào nhắm lỗi đã phế quân hạ sát vương thứ nhất đây là một cái ván đấu tại cái giải vô địch Trung Quốc năm 2017 thì trong ván đấu này thì với lợi thế đi tiên thủ thì tào lựa chọn khai cuộc tiên chỉ lộ bên đen là bên anh vương đối lại bằng đối binh cục mã 8 tiến 7 mã 8 tiến 7 sen 9 tiến 1 đến từ tào nhắm lỗi và vương thiết lập tức là tự 3 tiến 5 à bên đen tự 3 tiếng 5 để có thể mở mã 2 tiếng 4 hoặc có thể bình xe qua lộ 3 để có thể thúc bình 3 tiếng 1 lên để đấu quân. Sen 9 tiếng 1 đến từ vương thứ nhất thì tới đây sẽ có hai biến hóa dành cho bên đỏ. À, thường là người ta sẽ đi hai một trong hai biến đó là xe 9 bình 3 hoặc có thể đi đất cờ nhảy mã quỳ. Trong cái trường hợp mà bên đỏ lựa chọn người khai cuộc mã quỳ như vậy ấy, thì bên đen người ta vẫn nhảy mã 2 tiến 4. Ở à, bên này có thúc bình 3 tiếng 1 thì sẽ là Chị. ăn qua và xem một bình ba cướp lộ bình ba tiến một đây là một trong những cái khai cuộc rất là tịnh hành các bạn có thể thấy nếu mà hai bên đánh ra cái vị này thì hình cờ nó sẽ là khá là cân bằng thì trở lại cái thức chiến của ván đấu này thì mình cũng thông qua một cái vài ván đấu của danh thủ để giới thiệu tới các bạn những cái thể loại khai cuộc ở cái thế trận rất là phức tạp Đối đối binh cục ở đây thì trong cái thức chiến của ván đấu này thì bên đoàn tàu nhầm lỗi không lựa chọn cái biến hóa là 2 trên 4 mà đã lập tức chuyển xe của 9 bình 3. Đây cũng là một cái biến hóa rất là mạnh và có thể công và công vào cái ở vị trí lộ 7 của bên đen. Hùng vương thứ nhất mã 2 trên 4 và bình 3 tiến 1. Nhảy mã xuyên cung mã 4 tiến 6 đến từ tàu nhầm lỗi thì có thể nếu mà bên đỏ của tàu ăn qua thì vương thứ nhất sẽ có thể nhảy con mã 6 tiến 7 để khống chế cái điểm cao ngay các bạn nhìn thấy nếu mà bên tỏ những lỗi trong hình cờ vừa rồi ấy, anh ta mà vội vàng ăn tốt sang ấy, thì bên đèn sẽ mở được con mã lên vị trí đầu tượng là một cái vị trí rất đẹp và hình cờ này thì rõ ràng là chúng ta cũng có thể nhận thấy được là mặc dù đi tiên nhưng mà tỏ nhớ lỗi sẽ không thể khống chế được cục diện của ván đấu này và không đứng được những cái điểm đẹp ở trên bàn cờ như vậy là khi mà bên Vương Thiết đã nhảy mã 4 tiến 6 để phòng thủ cái đường 7 thì cái lực cờ chính xác của bên đỏ là nước cờ mã 7 tiến 6 lao mã lên và đây cũng là cái lựa chọn ở trong thực chiến của danh thủ đến từ Ma Cao. vương thứ nhất lập tức bình xe 9 bình 4 qua bắt mã. Mã 6 tiến 5 ăn vào tốt ngũ. Tới đây thì bên Vương thứ nhất đã mở mã 6 tiến 5 ngay. Các bạn nhìn thấy mã 6 tiến 5 đây đang bắt mã đỏ thì có hai biến. À, nếu mà bên vào những lỗi anh ta đánh đơn giản đấy bằng phương án là ăn mã sau mất năm tiếng ba đây không là một cái biến hóa nó không hay mặc dù phương án này khá bình ổn nhưng nó sẽ không mang lại nhiều lợi thế dành cho bên tiên trong thực tế thì của ván đấu này thì bên Yuma đã đi một nước cờ rất là hay đó là thoái mã về ăn tốt và chấp nhận là bỏ mã để lấy thế công chúng ta thử xem cái diễn biến nếu mà bên làm những lỗi đánh bình ổn bởi phương án ăn qua đây thì khi đó thì vương sẽ đơn giản phố 2 bình 7 thôi các bạn nhìn thấy phố 2 bình 7 thì đang ám phục cái thủ đoạn là có thể thúc bình 7 đến 1 qua à bên đỏ có bình qua đây thì bên đen xem một bình 2 thôi chúng ta nhận thấy hình ở cờ này thì thậm chí là bên đen có phần còn linh hoạt hơn với các hệ thống quân có thể nói đây là một cái phi đao trong khai cuộc mà bên tỏ nhâm đội đã lựa chọn từ trước rồi anh có thể anh ta đã nghiên cứu rất sâu về cái biến hóa này cho nên đi được những nước cờ ở cái giai đoạn khai chung rất là đặc sắc Ở à tới đây thì bên tàu nhân Lối lập tức thoái mã năm thoái ba phải bắt tốt à, bên vương tượng năm tiến bảy và bên tàu nhân lỗi tiếp tục đấm bình nhầm tiến một ở đây thì chúng ta nhận thấy nếu mà bên đỏ sai lầm đi nước cờ ăn bình ba tiến một, đếm một ý, sau khi đã phế quân để đưa con tốt này qua sông thì đây là một biến hóa yếu chúng ta thử phân tích xem ở đây nếu mà bên đỏ binh ba tiến một thì vương sẽ nhảy con mã qua đây ngay bắt xe xe tiến lên để truy cản cái đường mã thì bên đen sẽ có thủ pháp pháo hai tiến bốn ngay ở bên đỏ có tấn binh qua đây thì bên đen người ta đơn giản là lượn mã lên trung tâm thôi còn nếu mà tuyến xe pháo hai tiến một lên bắt mã thì bên đen vẫn có thể đỡ được cái bằng xe bốn tiến sáu chúng ta có thể nhận thấy cái hình hình cờ này thì bên đỏ mặc dù kém quân nhưng mà hơn được một tốt qua sông và các hệ thống xe pháo mã binh này thì sẽ không mạnh được như cái hình cờ mà bên đỏ tạo ra những cái điểm có thể khó xử lý hơn này cho bên đen ở đây có làm một cái ván cờ rất là phức tạp ở giai đoạn trung cuộc mà yêu cầu những danh thủ nếu mà không có cái xử lý từ trước từ nhà tức là nghiên cứu sẵn khai cuộc ở nhà thì rất dễ phạm sai lầm và đây cũng là một trong những cái ván mà uh, tàu nhập lộ anh ta nghiên rất sâu của đòn tới đây thì bên tàu binh năm tiến một uy hiếp vào con mã một nước cờ rất là chính xác thì đây có thể nói là một cái điểm then chút nhất trong cái ván cờ này mà khiến cho ngoại tinh lê khách nhân vật đương thời số 1 kỳ đàn đã xử lý không được chính xác ở đây thì vương thứ nhất đã cho mã năm thoái 4 về và sau đó thì bên đỏ cướp tiên bằng phương án binh ba tiến 1 hình thành hơn tới hai đầu binh và hơn tượng mặc dù cái mã nhưng mà chúng ta nhận thấy các vị trí quân của bên đỏ rất là đẹp ở đây thì theo cái nhiều khai cuộc ấy, thì người ta khuyên là bên đen của ngoại tinh lai khách lên đi một cái đường cờ nó phi đao hơn đó là cái phương án là mã 5 tiến ba chấp nhận cho bỏ lại mã thì nó sẽ hay hơn ở đây nếu mà bên đen vẫn cố tình ăn bên đỏ cố tình ăn tốt qua đây thì sẽ là lập tức đổi pháo và sau đó sẽ chuyển pháo vào đầu để mở xe một bình hai nếu bên này có tiến xuống đây thì bên đen người ta đơn giản là mã 7 tiến 5 thôi các bạn nhìn thấy vừa thoát được mã lên và công vào tốt đầu đây là một hình cờ mà bên đen ưu thế hơn trong trường hợp mà ngoại tinh lên khách phát triển được cái đường mã theo đường mã 5 tiến 3 ấy, thì phương chính xác nhất ở của bên đỏ phải là tiên dịch con mã nguy hiểm này đi đó là phương án gác tượng 5 tiến 7 khi đó Vương sẽ xe 4 tiến 4 thôi bắt tốt bắt tượng bên này bắt tượng thì cũng là bắt tượng nếu mà ở bên tạo những lối đấm đến một để lối kết được hai con tốt này vào vị trí trung tâm ấy thì bên đen người ta sẽ có thủ pháp như là phó hai bình ba phó hai bình ba thì nó sẽ hơi khó công thì bên đen vương có thể sẽ sẽ bao thoái một về để, để bắt tốt chúng ta nhận thấy con hai con tốt trung tâm này rất khó giữ mặc dù nhìn thì nó có vẻ gần nhau nhưng cái do có mặt tướng hộ công nữa cho nên là bên đen hoàn toàn có thể phòng thủ được trong cái bối cảnh này nếu ở đây đánh tiếp mà bên tàu chiếu tướng thì bên đen sẽ đóng pháo vào đây thôi các bạn nhìn thấy tôi vị trí tốt là không thể tiến lên được tiến lên thì bên đen người ta mã 7 đến 5 ngay không thể vào, vào phòng thủ được mã đến 3 thì là ăn qua lên sĩ thì cũng lên sĩ thôi tiến xuống đây thì là mã 7 tiến 5 thì hai bên đều có những cái thế công nhất định ở à bên đỏ mặc dù ưu thế hơn một chút nhưng mà cũng rất khó để có thể khoan thủng được bức tường thành mà ngoại tinh lấy khách chơi trong cái bối cảnh này à chúng ta trở lại cái thức chiến của hình cờ ở khi mà bên tàu nhầm lỗi anh ta đấm V5 tiến 1 ấy, thì nhất không đi được cái đường cờ là mã 5 tiến 3. Anh ta cho thoái mã về phòng thủ bằng phương án mã 5 thoái 4. Ở từ khi đó thì bên tàu chắc chắn là bình 3 tiến 1 rồi. Vương xe 4 bình 6 chiếm lộ thì tiếp tục là một đợt cờ đầy sức mạnh đến từ tàu nhầm lỗi V2 bình 3 công vào cái đường mã của bên đen thì tới đây tiếp tục là một cái lựa chọn có thể nói là tương đối sai lầm của ngoại tinh lên khách anh đi một đất cờ xe 6 tiến 4 ở đây thì bên đen nếu mà đi đất cờ vào 8 bình 9 thì khi nếu mà bên đỏ của tàu có đấm xuống thì có thể là mã 7 thoái 9 về thủ ở cái đường tượng này thì nó hay hơn ở thực tế thì bên vương trong cái tình bối cảnh này đã đi xe 6 tiến 4 để bắt tốt và khống chế cái điểm cao lập tức là bình 3 tiến 1 bắt buộc phải mã 5 thoái 3 rồi các bạn nhìn thấy nếu ở đây mà đi nó cờ là mã 5 mã 7 tiến 5 ấy thì sẽ bị vỡ tượng ngay và rất là nguy hiểm tiếp tục là chuyển xe bắt mã thoái về và binh năm tiến 1 chúng ta có thể thấy được ở tới đây thì các bạn nhìn thấy đơn giản thôi là bên đèn đang ở cái vị trí phòng thủ rất là co cụm rồi đóng pháo vào ngũ đến từ ngoại tinh lệ khách và bên tảo nhóm lỗi tiếp tục xuất chiều xe 6 bình 4 mời đầu xe ở đây thì có 3 phương án dành cho bên đen một là đấu xe ngay là lựa chọn trong thực chiến còn nếu đi một cái phương án khác chúng ta thử xem hình cờ sẽ tới đâu nếu ở đây mà bên đen có bình qua xe đây bắt đôi thì khi đó thì bên tàu sẽ có thủ pháp rất là cao tay đó là phương án bình năm thế một các bạn nhìn thấy hình cờ nếu mà bình xe để bắt đôi bắt tốt ấy, thì cái vị trí xe để vô tình đứng vào chân tượng thì chắc chắn sẽ làm một hình cờ rất kém rồi ăn tượng lên thì bên đỏ sẽ có thủ pháp và bao thái 1 để mượn đường mở 2 3 lên điểm cao thì các bạn nhìn thấy hình cờ này vẫn là một hình cờ mà bên đỏ chiếm hoàn toàn ưu thế còn trong cái trường hợp mà bình xe qua đây tránh đỏ thì khi đó thì bên đỏ vẫn bình thế một thôi nếu mà pháo bình qua đây thì mã 2 1 các bạn nhìn thấy với hai tốt đứng ở cái vị trí 3 và vị trí lộ 5 kia thì rất mạnh dành cho bên đen dành cho bên đỏ thì hình cờ đây là một hình cờ rất là phức tạp rồi và bên vương thứ nhất đã lựa chọn cái biến hóa đơn giản nhất là tiêu diệt con xe này đi bên tàu mã hai tiến bốn tiến pháo bắt tốt và xe một bình hai ở đây thì có hai biến các bạn nhiều bạn nhìn thấy là trong thực chiến ấy, thì ngoại tinh đi nước cờ là xe một tiến hai còn nếu sai lầm đi nước cờ pháo hai bình bảy ở đây bắt tốt đi thì khi đó thì bên tàu sẽ tiến xe xuống đây bắt pháo ép pháo phải chạy và bình qua đây và lượn được con mã 4 tiến 3 lên các bạn nhìn thấy nếu bên này có tiến chiếu thì lên sĩ thôi các vị xe ở một của bên Vương Thiết hoàn toàn chưa xuất động và hoàn toàn ở cái thế tử thủ rồi ở trong cái bối cảnh rất là khó khăn này thì bên ở Vương Thiết đã đi rất cờ là xe 1 tiến 2 để nhanh chóng bình qua lộ 4 và hỗ trợ phòng thủ ở bên Tàu mã 4 tiến 3 và C1 bình 4 Tiếp tục là tiến tốt xuống Tiến xe bắt mã và lao lên Ở đây thì vị trí vừa là lao mã 3 tiến 4 ấy, Vừa là chạy đòn Vừa là đang dọa cái thủ đoạn là pháo 3 tiến 7 Bắt tượng và bắt pháo Ở đây thì bên đen của Vương Thiết lên đi Cái biến hóa này chạy pháo qua thì hay hơn Tức là vừa đi tránh trước cái đòn công của bên đỏ Bằng phương án pháo 5 bình 3 thì hay hơn Ở trong thực chiến thì bên Vương Thiết ở trong cái thế có thể nói rất khó đi anh ta liên tục phạm sai lầm trong những cái bán trong cái bán cờ này à, Vương bình xe bắt mã lập tức là lổ pháo chém tượng mã ăn về và ăn pháo đi sau khi ăn pháo như vậy thì đang ám phục cái thủ đoạn là nhảy con mã 5 tiến bảy chiếu tướng và tiến xe xuống ở à, bên vương mã 3 đến 4 để khóa đường chiếu ở cánh bên này thì lập tức là tiến xe xuống bắt mã Còn mã này chắc, chắc chắn là con mã mất rồi thoái pháo và bây giờ tiến một chúng ta có thể nhận thấy ở đây là bên đèn đã ra rơi vào cái trạng thái cờ mà hoàn toàn bế tắc nếu mà ăn pháo ở đây thì bên đỏ tiến qua đây thôi các bạn nhìn thấy cái vị này thì con mã 7 của bên đen về sau chắc chắn là vẫn là mất và thua cuộc ở thực tế thì bên vương thiết là đã đi đất cờ là pháo 2 tiến 1. đây chỉ là những nước phòng thủ để mang cái tính chất là bị động thôi bên tàu lập tức là chuyển mã chiếu tướng ngay ở đây thì có hai biến một là thoái xe về thủ còn nếu sai lầm đi từ âm tiến đấy theo cái phương án này thì bên tàu nhân lỗi sẽ bức sát vương thiết rất là nhanh đó là phương án binh năm tiến một chiếu tướng như vậy ép bên đen phải một là tướng năm bình 4 hoặc là tướng năm bình 6 đối với phương án tướng năm bình 6 qua đây À, thì khi đó thì bên đỏ người ta có thủ pháp rất là cao tay Đó là phương án mã 3 thoái tiến 1 vào đây Để dọa cái, cái âm mưu là giật con xe 2 tới một sắt cuộc Nếu bên này lên xỉ thì vẫn là thua thôi Thì bên đỏ người ta đơn giản Bình 3 tiến 1 và xe 2 bình 3 à, Còn bị chiếu như vậy Nếu mà bình tướng qua lộ 4 ý, à, Thì sẽ làm một cái nước cờ Đó là pháo 8 bình 6 ngay bay mã lên thì thoái xe về đây dọa đóng vào lộ 6 thì chắc chắn là một thua cuộc tuyệt đối dành cho bên đen cho do đó là khi bị chiếu tướng như vậy thì bên đen mặc dù thoái xe về phòng thủ là một phương án rất là chính xác và đây cũng là tạo ra một cái điểm yếu do con xe này không thể xuất động được đây là chúng ta có thể nhận thấy được là một mình một ngựa rồi bên toàn nó hoàn toàn giành quyền chủ động tiến xuống bắt mã bắt mã chỉ là phụ thôi Ý tưởng của nó sẽ là bình qua lỗ 4 để bắt chết xe, thoái pháo về, ăn qua và ăn tốt, giữ luôn mã đáy và bắt mã của bên đỏ thì bên tàu nhân lỗi giật xe tới một về. Và đây cũng là nước cờ cuối cùng của bàn đấu này khi mà sau cái ván nước cờ này thì bên Vương Thiết cảm thấy không thể chống đỡ được đã chấp nhận bông cờ nhận thua. Thì chúng ta thử phân tích tiếp ở đây thì có hai tình huống cờ thôi các bạn nhìn thấy là bên đỏ đang đe dọa cái đường cờ là có thể bình con tốt vào trung tâm và bắt chết xe nếu mà bên đen đi khó đi mà đi bình bốn bình một ấy, thì sẽ là bình qua đây nếu mà lên sĩ thủ thì sẽ là tiến pháo qua đây các bạn nhìn thấy chắc chắn là mất xe rồi bắt buộc phải vênh sĩ lên và sẽ là bình qua đây bắt chết xe và còn trong một trường hợp khác ở đây nếu mà nhìn ra cái đường công của bên đen ấy, mà trong cái bối cảnh này mà bên đen từ năm đến một thì sao ở thì đây tiếp tục là một cái đường cờ ma quỷ tiếp của yêu sẽ dành tặng cho mọi tinh lấy khách khi chúng ta sẽ có thủ pháp là pháo 8 tiếng 5 phê pháo luôn các bạn nhìn thấy cái đường pháo uh, 8 tiếng 5 rất là cao ý tưởng của nó là sẽ chóc con pháo ra khỏi lỗ khác để phục cái âm mưu là thoái mã bao thái 4 bắt chết xe ở đây nếu chạy hay không chạy thì vẫn là như nhau bắt buộc ăn qua rồi và sẽ là thoái chiếu vừa mã chiếu vừa xe chiếu vừa mã chiếu xe không thể ăn lên mã được xe lên ăn mã thì lộ tướng ngay bắt buộc phải thoái về và ăn xe đi thì đây vẫn là một cái hình cờ thắng tuyệt đối dành cho bên của yêu ma tạo nhầm lỗi mặc dù sau ván đấu này thì ván đấu sau đó thì vương thứ nhất vẫn thắng chung cuộc nhưng mà chúng ta có thể nhận thấy được là Tào Nhân lỗi thật sự là một cái đối thủ rất là mạnh của bên kỳ đàn trung hoa và nếu các bạn thấy video này hay rất mong các bạn sẽ bỏ chút thời gian sau khi xem xong video này có thể ấn like, ấn đăng ký nội kênh. Và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.